À, dạ em xin phép kính chào chị ạ. Thưa chị, hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2022. Em tên là Định, ở Kon Tum. Số điện thoại liên hệ là 0973 821 799. Thưa chị, hôm nay bên em cũng có rất là nhiều các cái mặt hàng của làng rừng Tây Nguyên Kon Tum, thì cũng xin giới thiệu đến con chị. Thì tụi em đi sơ lược trước đầu con chị tiện theo dõi ạ. Thì đầu tiên là cái hòn thảo long nhãn của chị, thì tình trạng cây rất là xanh và tươi của chị. Hôm nay tụi em chia ra các cái phần của chị, và nói chung cái long nhãn này thì hoa màu vàng, ở trong cái họng nó có hai cái mắt màu màu đen rất là đẹp của chị. Và hiện tại thì cũng sắp tới mùa hoa của long nhãn rồi chị. Tình trạng hôm nay cây tươi và chủ yếu thân tơ rất là nhiều. Tôi xin tạm sẽ đi kỹ từng phần. Tiếp theo là cái hai cái gói combo đây con chị. Combo này 90.000, bao gồm có trinh bạch, hạt hạt đình hồng và cái lan ngọc thạch của con chị. Cái combo số 2 này thì cũng có một số loại mà bán 50.000 con chị. Tiếp theo cái mật khẩu này, mật khẩu này cái đóng này tụi em bán 80.000 con chị. Cái mật khẩu cái dòng miệng kính đó con chị, có một cây rất là to này. Tiếp theo cái hoàng thảo tam màu sắc thì hôm nay tụi em bán 80.000 phần con chị, trên trạng cây tươi và tụi em đã cắt tỉa sạch sẽ rồi, 80.000 phần. Tiếp theo cái hai cái phần cắm thượng hải, cái dòng này thì cũng thuộc cái dòng miệng cái mật khẩu, cái dòng miệng kín của chị. Tuy nhiên thì dòng này hoa rất là đẹp và có thể nở vào dịp Tết nữa này. Hôm nay tụi em có hai phần, với phần 100.000 của chị đó. Tức cái hoàng thảo hắc mau hay gọi là hoàng thảo long đen á, thì tụi em bán một phần 70.000, có một phần duy nhất thôi. Tiếp theo là các cái phần kiều cánh tua của chị, những cái phần cái hàng lùng thế này của chị. Tụi em bán với giá là 70.000 phần thế này, con chị mua về ghép gỗ hoặc là ghép bán của chị nó sẽ phù hợp hơn. Còn cái phần phần cây nó dài hơn thì tụi em bán với giá 100.000. Các phần kiểu quấn tua này. Đó. Và tiếp theo là các phần kiếm kiếm bi color hay gọi là đoạn kiếm hai màu của chị. Cái dòng này cái bạc kho như thế này của chị. Đây. Bạc kho như thế này. Cái dòng này thì ho rất là bền và nó nở vào mùa xuân con chị. Cái kiếm bi color cái dòng này cái giá hành bự lắm con chị. Hả? Thì hôm nay tụi em có 4 5 phần kiếm bi color con chị. Tiếp theo là các loại khác như cái lan nhện, hôm nay tụi em giảm giá xuống con chị. Hôm nay tụi em bán 2 ngày rồi không được con chị, tụi em 40.000 thôi. Giảm giá xuống. Tiếp theo là cái hai cái phần hạt vỉ con chị. Một phần tụi em bán 60.000 hạt vỉ này. Và tiếp theo các cái phần tiêu hồng đỏ, cái này thì họ hàng của Giáng Thu của chị. Hôm nay chủ yếu cây la xếp và xếp rục rịch thôi con chị, rất là đẹp. Xíu nữa tụi em sẽ giới thiệu kỹ cho con chị. Tiếp theo các cái phần kim việt xuân, kim việt xuân thì tụi em bán 50.000 phần này con chị. 50.000 phần thì con chị mua về ghép, có thể ghép hai bạn cũng được con chị. Kim việt xuân này. Và cả hai cái phần kiều kiều vuông của chị, kiều vuông thân dài thì con chị và thân rất là mập. Có hai phần này và cái panda của chị, panda cái đóng panda thế này tụi em bán giá 80.000, panda nâu hoa dòng này hoa rất thơm mà nó dễ trồng nữa. Tức cái bà cạp của chị, bà cạp này cái dòng này thì ở chỗ em nó ít lắm của chị, thì xíu tụi em sẽ giới thiệu kỹ con chị. Tức cái có một cái dê thanh thanh đạm tụi em bán 90.000, cái dê này em thấy đẹp cực kỳ của chị, đẹp cỡ lá cỡ thân và không có một bụi thôi. Thân thì sơm xuê. Thanh đạm tụi em bán 90.000 này. Cái phần giáng hương, loài dòng này hoa thơm mà nó dở trong nữa này. Thì cô chị liên hệ đặt hàng thì có thể gọi trực tiếp đến cho bên em, đến đầu số là 0973 821 799. Thì cô chị lựa chọn thật kỹ các đơn hàng và ngày mai tụi em sẽ đóng hàng gửi đi cô chị. Thì hàng đến thì cô chị kiếm cái hàng trước khi nhận cô chị. Thì nói chung cái hiện tại thì ở Kon Tum đang vào mùa khô chị. Nắng 2-3 tháng đó, thành ra cây thì tình trạng nói chung cũng rất là tươi, tuy nhiên thì nó không không có mọng nước như như những lần trước tụi em bán của chị. Tuy nhiên thì những cái hàng này vận chuyển tới nơi có thể nó héo tí, tuy nhiên của chị trồng thì nó rất là nhanh ra rễ của chị. Mùa này thì mùa thực sự mà nói mùa lý tưởng của chị ghép lan của chị, thấy nó khô khô thế này của chị ghép lan thì nó sẽ nhanh ra rễ hơn, bởi vì hiện tại đang vào mùa nghỉ của hoa lan của chị. Thì đầu tiên tụi em giới thiệu cái bà cạp của chị. Bà cạp này là bà cạp rừng của chị. Thì tụi em bán bà cạp 200.000. Bà cạp 200.000 thì bao gồm có một cây của anh chị.
Và cặp ở chỗ em thì rất là hiếm và ít của chị. Thì người ta nói chung cái mức giá thì người ta bán cũng rất là đắt của chị. Một cây này thì cái giá thị trường hiện tại thì một số nơi người ta bán tầm khoảng trăm đến hơn 100.000 của chị. Đó. Đây là một cái mức giá chung thôi. Ở chỗ nào bán hoa lan ở ở Tây Nguyên, Kon Tum thì nó cũng tầm khoảng mức giá đó của chị. Và số 2 cũng vậy này. Cô chị có thể là tính cái kích thước hoặc là có thể là ăn án cái cặp lá của chị. Đó, hai cây này và một số cây nhỏ nhỏ thế này nữa anh chị. Đây. À, phần này tụi em bán giá 200.000 kia bà cạp rừng của Kon Tum dòng này ho rất là to và thưa anh chị tụi em cũng xin phép lưu ý của chị bởi vì cái dòng này thì nó thật sự mà nói nó cũng không có quá dở trong của anh chị bởi vì con chị mua về ví dụ như con chị ghép liền á thì một thời gian thì cây nó chưa ra rễ thì buộc nó phải rụng những cái lá đấy anh chị và lần lần nó rụng lá rằng nó lần là chết thôi thật ra con chị mua về con chị cứ bình tĩnh cứ treo ngược thế này và dưỡng ẩm từ từ coi nó khỏe đó con chị ghép cho đây khi con chị ghép thế này á thì có thể nó bị nấm các cổ lá con chị tưới nó đọng nấm nó rụng rụng thứ hai nữa là nó thiếu nước thành ra nó rụng lá dần dần là chết con chị cái này em thấy nhiều con chị trồng nó bị chết vì những lý do đó thôi ạ thôi ạ bà gạp bà rừng 200.000 tiếp theo là cái thanh đạm này thì không phải thanh đạm nâu đâu anh chị, băng lá rất là sáng và gân lá nhiều lắm anh chị. Giờ này thì thân xum xuê luôn, giờ này một trong những giờ rất đẹp từ trước đến giờ của anh chị. Cái thanh đạm thì ho dòng này ho rất là to, con này tụi em 90.000 thanh đạm anh chị. Thế là cái dòng giáng hương, phần này tụi em bán 60.000 của anh chị. Thì bao gồm có một cây này, cây số 2 này anh chị, cây số 3 này, cây số 4. Cây số 4 nó dòng là xếp tuy nhiên nó loại ngọn tí đó anh chị. Anh chị mua về trồng thì nó sẽ mọc ngọn khác. Hiện tại thì đang sắp tới mùa hoa của dòng này đúng anh chị. Cây số 3 này, cây số 3 thì cây em nó xếp quá đẹp luôn. Tuy nhiên hình như nó loại tí lá anh chị, cái hàng rừng thì đôi khi nó khó hoàn hảo của anh chị. Cây số 4, cây số 5 này, cây số 6 này, cây số 7 này, cây số 8 này anh chị, 8 cũng xếp đẹp này, cây số 9, 10, 11 cái gì của anh chị. Phần này tụi em bán 60.000 cái giáng hương, giáng này hoa thơm lắm ạ. Tiếp theo cái phần tiểu hồng đỏ hay gọi là giáng thu của anh chị. Thì hôm nay tụi em chia ra các cái phần đẹp cực kỳ của anh chị. Tuy nhiên thì giá cả thì nói chung nếu mà phù hợp thì cũng rất là mong cô chị ủng hộ bởi vì cái dòng này hiếm lắm cô chị chủ yếu mọc ở trên các cái ngọn cây của những cái đồi cao của chị nó, dòng này nó ăn nắng nhiều này thành ra mỗi lần mọc thì mọc lên cây thì mỗi lần mọc một hai cây thôi anh chị người ta họ phải leo lên tận tận ngọn họ hái đôi khi người ta gặp nhưng mà người ta không không lấy cô chị bởi vì cái mấy con leo mà lấy một hai cây thì nó cũng không không có bỏ công của chị thì cái phần này còn có một cây này xếp rục rịch và bằng lá dày của chị kích cỡ thế này con này đẹp cực kỳ hai cây này tiếp cây số số 3 này anh chị cũng xếp rục rịch xếp vơ luôn cây số số 4 này cũng xếp này cây số 5 này. Cây số 5 là con chị số 5 năm này, cái cây số 6 này, phần phần này tụi em bán có giá 250.000 tiểu hồng đỏ phần xếp rục rịch luôn số 1 tiểu hồng đỏ phần số 2 phần này 160.000 tiểu hồng đỏ phần số 2 160.000 nữa bao gồm có một cây đây con chị một cây đây cái này cái mẹ con con chị tiểu cây số 2 này số 3 này. Cái số 3 này. Cái số 4 này. Cái số 5 này. Cái số 5 mẹ con ạ. Phần này 160.000. Tiêu hôm đó phần số 2. Tiêu hôm đó phần phần số 3. Phần này là 220.000. Phần này cũng xếp rất là đẹp. Nó gồm có một cây đây con chị. Tiêu cái số 2 này.
cái số 3 đây, cái số 3 lá xếp chỉ thiên, nhìn nó rất là giống với cái hòn nhạn của chị, rất giống thôi, tuy nhiên không phải đó chị, cái này cũng trắng thu của anh chị, tiêu không đỏ, cái số 3 này, xếp chân rết này, bằng lá ngắn, cái số 4 này, cái số 5 này, cái số 6, cái số 7 này, thì phần này tôi bán 220.000 kích cỡ thế này của anh chị. Tiếp theo là cái giáng thu tiểu hồng đỏ phần số 4, phần này 260.000, là nhiều cây và nhiều cây xếp đẹp lắm các anh chị. Còn có một cây này, các anh chị xem cái vòi hoa của mùa vừa rồi, chị sai hoa cực kỳ luôn. Gồm một cây này, xếp vơ luôn. Cái số 2 này cũng xếp vơ luôn này. Cái số 3 đây, cái số 3 mấy con này. Cái số 4 này, cái số 4, cái số 4 anh chị, cái số 5 này cũng xếp vơ luôn. Kích cỡ cây thì như thế này thì con chị đu sức hoa rất là sai hoa rồi con chị, nó không phải cái dòng nhỏ đâu ạ. 245, cây số 6 đó con chị, cây số 7 này, cây số 8, cây số 9, 9 cây xếp vơ rất là đẹp này con chị. Con chị làm một giò lớn con chị, con này 260.000, tiêu hương đỏ phần số 4. Tiếp theo là tiêu hương đỏ phần số 5, con này được bán 200.000, bao gồm có một cây này. Thưa anh chị, những cái dòng này em thấy nó đủ sức hoa rồi con chị. Tuy nhiên thì cái hàng rừng người ta họ khai thác thì nếu như tụi em bán thì con chị có những cái cây nào nó còn nguyên vẹn hoa thì con chị về cái thằng ngắm hoa. Còn nếu như đa số thì con chị về năm sau chơi hoa thì nó chơi hoa nó sẽ an toàn hơn con chị. Cái số 1 này, silver. Cái số 2 này. Cái số 3 này. Những cây này đủ sức hoa rồi con chị. Em thấy những cái có những vườn hoa hết rồi này. Cái số 4 này, silver rục rịch luôn. Cái số 5 này. Cái số 6 này. Cái số 7 này. Cái số 8 này. Và cái số 9 này. 9 cây xếp rục rịch luôn. 200.000 phần đẹp. Số 5. Tiêu hương đỏ phần số 6. Phần này với giá là 220.000. Bao gồm có một cây này, silver này. Hai cây này, silver luôn này. Đây là vườn hoa này con chị. Cái số 3 này, cũng silver này. Cũng có vườn hoa này, tuy nhiên vườn hoa nó ảnh hưởng đó. Cái số 4 này. Cái số 5 này. Cái số 6 này. Cái số 7 đây. Cái số 8. Cái số 9. 10 này. 11. Tầm 11, 12 cây gì đấy con chị. Tụi em có thể tính nó nhầm tí. 220.000. Tiêu hương đỏ phần số 6. Tiêu hương đỏ phần số 7. Phần số 7 thì với giá 180.000. Kích cỡ cây nó lớn. Tuy nhiên thì nó xếp ít đẹp hơn những phần kia. Còn có một cây này. Cây đây thứ ba cái vòi hoa của anh chị này, tuy nhiên thì có lẽ là con chị chơi được một cái vòi hoa thôi, còn hai vòi nó mới hư anh chị. Tiêu cái tiêu không đỏ cái cây lớn số 2 này cũng một vòi hoa, hai vòi hoa, tuy nhiên được một vòi thôi. Cái số 3 đây, cái số 4 này, cái số 5 này, cái số 6 này, số cây này 180.000 của chị trong một nhà lớn. Tiêu cái tiêu hương đỏ phần số 9, số 9 và số 10 thì 150.000. Những cái phần này thì cây cũng xếp, tuy nhiên thì hình thức xếp nó không đẹp của anh chị. Những dòng này thì bằng lá nó dày lắm của chị. Tuy nhiên nó thuộc dạng xếp trung. Hai cây này, ba này, bốn này. Những cây này thì cũng đủ sức hoa đó anh chị. Cái số 5, số 6 này, số 7 này, số 8 này, số 9 này, số 10 này, 11 này, 12 này, 13, 14, 15, 16, 17 cây con chị, 17 cây là xếp hết luôn, với giá 150.000. Tiểu hương đỏ phần số 10 cũng 150.000, tổng cộng 17 cây con chị, 1 cây này, 2 này, 3 này, những cây nhỏ thế này vẫn đủ sức hoa rồi con chị.
ba này, những cái dòng lá xếp thì nó em thấy nó ho, những cây nho xíu cũng đã ho rồi chị. Bốn cây này, năm, sáu này, bảy, tám này, chín, mười, mười một, mười hai này, mười ba, mười bảy cây con chị, mười bảy cây này, cũng cả đóng con chị 150.000 tiểu hồng đỏ. Thế ghi kim điệp xung, mỗi phần tụi em bán giá là 50.000 của chị. Con chị mua về có thể ghép được hai chậu của chị. Phần này kim điệp xung số 1, kim điệp xung số 2 này. Thì tụi em bán có giá 50.000. Số 3, kim điệp xung số 3 cũng có giá 50.000. 50.000 kim điệp xung số 3 này. Kim điệp xung số 4 này cũng có giá 50.000 thôi. Số 5 cũng 50.000. Thế đây là cái vanda nâu của chị, dòng này ho rất là thơm. Bằng để tôi mang 80.000. Gồm có một cây này, hai cây của chị, ba cây này, bốn cây này, năm cây này, sáu, bảy này, tám này. Nhưng cái đóng thế này của chị tính cây từng cây thì nó hơi lâu. Hôm nay tôi bán 80.000. Tiếp theo là cái kiều vuông, kiều vuông con này là hàng dê của anh chị, hàng hàng dê, nói chung là dê này cũng dê cũng khá lớn anh chị, tụi em cắt tia bớt rồi, thành ra anh chị nhìn thấy nó thưa cây thôi, tuy nhiên cái dê nó lớn anh chị, và cái dê này thân thân cái lá thân tơ thân thân cái lá cũng khá nhiều của anh chị, nó vừa vừa qua cái mùa ho này, phần dê này nguyên dê này, kích cỡ thì cái chiều dài của thân lớn nhất thì tầm cỡ 60 đến 70 cm đó chị, và kích cỡ thân như thế này cũng rất là mập mạp. Số 1 140.000 nguyên dây này. Cái vuông số 2 ạ, 120.000. Con này thì hai dây của chị. Một dây đây. Và dây số 2 này. Một dây này. Hai dây của chị. Hai dây cái vuông này 120.000. Cái vuông số 2. Thế là cái trên công tâm Đại Bình Hạc của anh chị, cái dòng này thì cái Đại Bình Hạc thì nói chung cũng không hành có chị, và gen thì cũng cũng không hành, bởi vì cái Đại Bình Hạc thì thường thường những cái dòng này thì thân nó ngắn thôi con chị, tuy nhiên cái dòng này thì thân nó dài, em xin lỗi nó ồn tí, bởi vì ở gần nhà người ta họ có việc con chị, gồm có một cây này, một dê này, hai dê này, kích cỡ đây con chị, ba dê đây, 4 dê, 5 dê này, 6 dê này, 7 dê thế này con chị. 7 dê này tôi bán giá 150.000. Dòng này thì ho rất là to và là thơm này. Đó. Và tiếp theo là cái hạt vị. Hạt vị số 1 tôi bán 60.000. Gồm có 1 dê này, 2 dê này, 3 dê, 4 dê này con chị. Tôi bán 60.000. Hạt vị số 2 với giá 60.000. Hạt vị số 2 thì các cái dê này lá nó tròn, nó giống như giá hạt con chị. Tuy nhiên thì không phải anh chị, ho này rất là sâm sơ luôn, một giờ này, hai này, ba này, bốn này, năm, sáu này, bảy này, tám, chín, mười, 11 giờ đấy anh chị, hoặc là 60.000 số 2. Tức là các phần kiều cánh tua, kiều cánh tua phần số 1 khoảng 100.000. Cái dòng cánh tua là như thế này của anh chị, cái dòng này thì rất là sai ho, ho nó còn to anh chị, bởi vì tụi em đang quay thì thời điểm vào buổi tối chị, thành ra nó cái cánh hoa nó khép lại đây, tụi em lấy một cái hoa nó bung ra thì tụi em giới thiệu được con chị đây, hoa cái cánh nó tu tu em thấy nó rất là hay, dòng này hoa nó thơm con chị. Đó. Phần số 1 100.000 này, kích cỡ thế này con chị, bao gồm có một giờ đây. Đó. Giờ số 2 này, giờ số 3 đây, giờ số 4. Thôi chị, 4 giờ này tụi em bán giá 100.000. Này thì con chị trồng một chậu rất là thoải mái con chị. 100.000. Kiều quần tua phần số 2 này, bán giá 100.000. Gồm có một cây này, 2 giờ, 3 giờ này, 4 giờ này con chị, 5 giờ này, và 6 giờ. Những cái giờ thì tụi em cắt tỉa cũng kỹ lắm con chị. Đây con nhìn thấy dấu cắt, thành ra con chị chủ yếu là những cái thân tơ và thân cá lá, thành ra con chị về ghép chậu thì nó đẹp con chị. Số 2 100.000. Cái tua phần số 3 này cũng với giá là 100.000.
cường độ số 300.000, gồm có 1 giày này, 2 giày này, 3 này, 4, 7 giày này anh chị. 100.000 số 3. Cái vườn tua số 4, phần này cũng có giá 100.000. Số 4 này, giá 100.000. Gồm có 1 giày, 2 giày này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 giày này, 9, 10, 11 giờ đó anh chị. Những cái phần này thì nó ngắn hơn tí, thì nhìn thì nó xâm xuê hơn, nó nhiều hơn. Phần số 5 cũng với giá 100.000. Hàng cắt tỉa kỹ lắm anh chị. Số 6 này, cũng với giá 100.000. Đây. Tiếp theo các phần từ số 7 cho đây anh chị. Là những hàng lùng ngắn. Kích cỡ như thế này của anh chị. Chú ý kích cỡ thế này. Dòng này là dòng lùng của anh chị, chứ không phải là thân tơ nó mấy lên đâu anh chị. Những thân này em thấy nó đủ sức ho hết rồi anh chị. Có những giờ nó có đã ho hết rồi. Ví dụ như những giờ này ngắn thế này của anh chị, nó vẫn ho bình thường hết rồi. Thì mỗi phần thế này tụi em bán 70.000. Cái này thích hợp của anh chị về ghép gỗ hay ghép bằng lũa anh chị. Hoặc anh chị có thể chọn những cái chậu nhỏ xíu thôi anh chị. Còn chị trồng những cái chậu mini thì em thấy đẹp lắm anh chị. Những cái cây ngắn thì con chị chọn chậu nhỏ thì nó sẽ cân đối hơn. Ở này thì 60.000. Tiếp cái phần số 8 này cũng tương tự vậy con chị. Tụi em bán với giá là 70.000 thôi. Phần số 9 cũng vậy con chị. Số 10 này, số 11 cũng cái hàng ngắn hết. Tụi em bán với giá là 70.000. Tiếp theo cái dòng cái này là hoàng thảo hắc ma con chị. Hay gọi là hoàng thảo long đen á. Dòng này thì hoa màu vàng và cái lưỡi màu đỏ. Dòng này thì tụi em bán 70.000 của chị, gồm có 1 giày này, 2 giày đây, 3 này, 4 này, 5 giày này, hắc mau 5 giày này, tụi em bán giá 70.000. Tiếp cái hai cái phần gấm Thượng Hải. Mỗi phần 100.000. Bao gồm có phần số 1 của anh chị. Gồm một cây này, mẹ này. Một con này, hai con này, ngọn mẹ nó bị lỗi của chị. Đó. Một cây này, hai ba cây này, bốn này, năm này, sáu cây này, 100.000. Cây phần số hai vừa người giá 100.000 của chị. Có một cây này, hai này, ba này, bốn, năm sáu, một cây đi ba ngọn của chị, bảy cây này. Đó. Con này tụi em bán giá 100.000. Cái cấm thượng hải số 2. Thế là cái hoàng thảo tam bảo sắc á. Cái dòng này chuẩn bị ho rồi anh chị. Ho màu tím và kích cỡ ho to lắm anh chị. Mỗi phần tụi em bán 80.000. Cái này con gì có thể về chia ra hai chậu hoặc một chậu cũng được anh chị. Số 1 này. Số 2 này. 80.000. Số 3 này. 80.000. Số 4. Số 4 cũng giá 80.000. Tiếp theo là cái loại mật khẩu hay gọi là cẩm chi của anh chị. Cái này hôm qua cái này thì tụi em gom lại hai phần 80.000. Đây gồm có một cây đây anh chị. Cái này nghiêng một dề lớn này. Hai cây này. Ba này, bốn này, năm. Trong cái mớ thế này của anh chị. Tụi em bán 2 ngày rồi, tình trạng cây thì của anh chị cũng có thấy là cũng rất tươi của anh chị. Bởi vì cái hàng bên em thì người ta đi tầm cả 2 ngày người ta về thôi. Này tụi em bán với giá 80.000. Cái mới luôn. Thế là cái combo số 1 này. Tụi em bán giá 50.000. Cái này thì cũng bán lại hôm qua anh chị. Có một dê này. Một cái loại lăng lạ anh chị. Lên này. Cái này là rau mực. Và một chim bắp rem. Và một cái số dê mật khẩu nữa. Này thì tụi em bán 50.000. Combo số 1. Cái combo số 2 này thì tụi em bán giá 80.000 của chị. Combo số 2 80.000. Bao gồm có cái này là trinh bạch của chị, 2 dây trinh bạch, 1 dây hạt đỉnh hồng. Tiếp theo là một mớ cái ngọc thạch này của chị. Thằng này tụi em bán 80.000. Tiếp theo cái phần hoàng thảo long nhãn. Dòng này hoa màu vàng và hoa thì dài đẹp của anh chị, hoa màu vàng họ chuẩn bị tới mùa hoa của dòng này rồi. Phần số 1 150.000 thì gồm có 2 dây của anh chị,
giờ số 1 này. Bây giờ số 2 đây. Thì hai giờ này kích cỡ nó như nhau luôn, kích cỡ dài thì tầm cỡ hơn mét anh chị. Hơn mét. À, thân tơ nhiều, 150.000 2 giờ. Đây là cái lông nhãn phần số 2. À, với giá là 110.000 cũng 2 giờ, thân tơ rất là nhiều luôn. 1 giờ này và 2 giờ này. À, bây giờ này thì em thấy nó có hai thân tơ mập đúng không chị? À, to dài. Tuy nhiên thì cái thân dài thì này thì tụi em chưa tiêu ra anh chị. À, giờ số 2 đây, cũng thân tơ nhiều hơn. À, 2 giờ này 110.000. Tiếp cái lông nhãn số 3, những lông nhãn thì hoa nó cũng tương tự như cái phi điệp vàng của anh chị, hoa nó gần như tương tự thôi, nó cũng vàng vàng vậy đó. Tuy nhiên phi điệp vàng thì cánh sáp, cái dòng này thì cánh nó ít sáp hơn, nó mềm hơn. Còn số 3 100.000, cộng có 1 dê đây, 2 dê này, 3 này, 4, 5 này, 6 này, 7 dê đây. Phần này thì nó, những phần này thì nó ngắn ngắn hơn tiếng của chị, nhưng dù như dê này giờ thân tơ khá nhiều luôn, 1 dê thôi. À, còn cái dê này thì ngắn tuy nhiên cái lá đẹp. Phần này 100.000 của chị. Số 3. Tiếp cái lông nhãn phần số 4. À, số 4 với giá là 100.000. Còn có 1 dê đây. 2 dê này, 2 dê thân tơ nhiều lắm của chị. 100.000. Lông nhãn số 4 chiều dài này thì tầm cỡ 80 đến 90 cm của chị. À, lông nhãn phần số 5 thì với giá là 90.000. Còn có 1 dê này, 2 dê này, 3 dê này. À, giờ nhỏ hơn anh chị, 4 dê này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 dê này. À, tôi bán 90.000 số 5. Đây, thân tơ nhiều lắm anh chị. À, phần số 6 thì với giá 90.000 lông nhãn. Còn có 1 dê này, 2 dê này, 3 dê. 3 dê này chiều dài tầm cỡ 8-9 cm gì ạ. À, với giá 90.000 lông nhãn phần số 6. À, tiếp theo các phần kiếm Bicolor hay gọi đoạn kiếm hai màu của chị. Đầu tiên là cái giờ số 1 với giá 120.000. Phần này cái giờ nó lớn của chị. À, cái giá hành bự. À, hoa thì dòng này hoa phát đứng của chị. À, phát đứng theo lá. À, đây mặt trước này, đây mặt sau này. À, phần này tụi bán giá 120.000. Bicolor phần số 1. Bicolor phần số 2 này. Phần này với giá 150.000. Là cái giá hành bự này, rất bự luôn. À, hoa thì nhiều lắm các chị, hoa bắt đứng. À, mặt trước mặt sau đây. À, giờ lớn giá 150.000. Nếu cái Bicolor phần phần số 3, phần này cái giờ bự nhất trong các cái giờ của chị, 200.000. À, đây mặt trước đây. À, mặt sau này. Đây cái giá hành này. À, tụi em cầm một chắc nắm tay luôn anh chị. Cái vòi hoa thì khá là nhiều luôn. Đó. Vòi hoa bên đây nữa anh chị. Nó 200.000. Cái Bicolor phần số 3. Và thế là cái kiếm Bicolor phần số 4. Phần này thì nó rời hơn anh chị. Phần này tụi em bán giá 100.000. Những phần này thì kiếm thì nó rẻ anh chị. Thành ra là những phần này tầm cỡ 3 kg đi. Còn có 1 kg đi. 1 giờ này. 2 giờ này. 3 giờ đây, 4 giờ này, 5 và 6 giờ, nhưng mà cái đóng con chị. À, cái này thì cái lá nó hơi lõi tí những cái đầu rồi anh chị, vì nắng quá. À, cái đóng thế này tụi em bán 100.000. À, kiếm phần số 5, với giá là 70.000. Nó gồm có 1 giờ đây, 2 giờ này, 3 giờ này, 3 giờ tụi em bán 70.000. À, tiếp theo một cái phần lăng nhện, thì tụi em bán với giá là 40.000. À, gồm có 1 cây này, 2 cây này, 3 này, 4, 6 cây con chị. Chị ghép được chậu này, 40.000. Thì buổi tối hôm nay bên em cũng có khá là nhiều các cái mặt hàng của Phong Lan Rừng Tây Nguyên. Thì cũng xin giới thiệu đến con chị. Cũng cảm ơn con chị đã quan tâm theo dõi ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ.